Rồi rồi xíu xíu rồi xíu rồi xíu rồi xíu rồi nhẹ nhẹ thôi chỉ thế thôi rồi xíu đó rồi rồi còn đòn nào nữa không đòn ở sau lưng đồ ơi cái đó là mình mới vô khởi đầu đó hả Bảo? Dạ vô đầu ông vô đầu chưa quấn rồi nên ơi vô đầu phải quấn ba đầu cơ bản cho anh ơi ba đầu cơ bản ha. Dạ. Thôi. Nha. Quay qua đây nè. Cắt ha. Phát ra cái cú đấm rồi cắt chắc. Vậy ơi, mấy anh em đi gặp cái một chàng thanh niên nào quý vị đang ngủ ở đây nè. Đây nè, ngủ gì đâu mà. Em trai ơi. Em trai. Em trai. Em ơi. Dạ. Sao mà em ngủ đây? Nhà mình sao không về ngủ đây? Sao em? Tại tại vì ở nhà có cha dượng em ở em đi ngủ buổi ở nhà có cha dượng dạ. Không ở rồi em đi ngủ đây hả? Dạ. Vậy em ngủ đây lâu chưa? Dạ đây cũng được 2 tuần nè. Chàng ơi, đâu em ngồi lên cho anh trò chuyện tí xíu coi. Em nói sao? Dạ ở nhà có cha dượng em ở không được anh. Ở không được hả? Dạ. Chàng ơi ở không được cha dượng thì cha dượng cởi chứ. Không chữ này chữ nọ anh. Rồi em đi cái này là em đi. Ngủ ở đây rồi ban ngày em làm cái gì em dạ, kiếm sao? Ngày em đi lụm mấy chai anh. Ngày hả? Dạ. Ban ngày lụm sao chắc này ngủ không? Dạ lụm với xong bán không rồi về mệt ngủ anh. Rồi giữa gì chưa chiều lụm tiếp anh. Em có nói thiệt không? Dạ thiệt anh. Ừ. Rồi em đi gì như gì nè. Rồi thí dụ mà ban đêm đó. Dạ. Rồi đi lụm mũ, em lụm ban đêm hết ban ngày. Dạ ban đêm. Ban đêm. Dạ ban ngày cũng có, ban đêm cũng có luôn ban đêm. Mà em có thiệt không? Thì chạy ơi đi mũi nè thế rồi ở đây rồi em ăn làm sao dạ đi gì ra đường cũng chút có gì chẳng cái đó hàng mình mua cơm mà soi hả rồi rồi, rồi em tiền đó mua dạ đi lụm mấy chai rồi bán ăn hả rồi em đi bằng đêm như vậy đó rồi ví dụ gặp ngủ mấy gặp mấy cái kẻ xấu rồi sao thì lúc đó mình có giỏ anh em có giỏ hả có giỏ gì dạ tem đô anh nhất định tem đô anh ghê hả nhất định đi có nói thiệt không thiệt anh bây giờ thôi bây giờ nè em nếu mà có gì em bây giờ em đứng lên dạ. Em có thể biểu diễn vài đường cho mấy anh coi được dạ, không được anh. Ừ, để cho anh gắn thiết bị âm thanh rồi em múa vài đường cho mấy anh nha dạ. Rồi nghe nói á một cái chàng thanh niên 20 tuổi này đi bụi nói chung là đi lụm mũ ban ngày ban đêm thì lại những mấy cái khu nhà quan ngủ đúng không Bảo dạ. Mà anh nghe á nghe cô chú nói với lại em nói á, là em có người võ dữ lắm đúng không? À, em bị hồi đó thì ngoại em bả ổng mà ông bả lấy chồng bả lên tiếng có lời này ông, mẹ em thôi em không nói luôn tại vì sao nói thì mất công thì con người ta đánh giá bả vậy thôi em giấu lại cái này là như bà, thế nào em? À, bả ổng mà ổng lấy cái ông sao mẹ em lúc bà cho em chứ 21 ngày bả lấy thì ổng sợ bả sợ là có cha ghẻ cha giải quýnh ổng bả ngoại em mới cho bốn em đi học học gì bốn bữa đi học võ sợ thì có chơi ghẻ ông không sao mà ông này nha sợ thầy sợ cái ông chết thì cũng không phải dễ như ông này biến làm cũng này nọ cũng quấn mấy đứa nhỏ bảo thì bà cũng sống cả đời để bảo vệ nó bà cho bốn đứa đến đi học em rồi cũng vậy em biết hai đứa em bốn đứa đi học rồi học thêm đô bốn đứa thì có nhỏ ý tư của em mà vốn chưa có bằng bốn ba đứa em bị ai cũng có bằng em bằng gì nhất định đi đen tem đô rồi đây đảo kim tem đô và là em bây giờ em còn nhớ đường dạ, nào không nhớ gì mới nhớ anh học phải nhớ bây giờ em có thể bây giờ em đi vài cái đường cơ bản mà cấp đầu vô như thế nào dạ, nào cho mấy anh cơ bản thì cũng được anh thì, rồi vô em trình bày cho cô chú đi vô mình phải chào em thứ hai mà môn khoa học mình phải chào em biết người về đấu mình chào rồi. Không mà mình đi cơ bản là đi rồi em cứ muốn đi cơ bản đi ở bài 1 của bài tem đô bài y chang bài 1 rồi bài 1 nữa hả rồi giống mình đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó. Rồi
Cái đó là mình mới vô khởi đầu đó hả Bảo? Dạ vô đầu, ông vô đầu tư quấn rồi nó lên. Vô đầu bảy quấn ba đầu cơ bản chứ anh ơi. Ba đầu cơ bản ha. Dạ. Thôi. Ồ, dữ nha. Quay qua đây nè. Chắc ha. Phát ra cái cú đấm rồi chắc liền. Cơ bản nào một mình đỡ hả chung thử trước. Và bắt đầu mới đi bắt đầu vô quyền. Rồi vô em vô quyền coi. Vô quyền bài 1 tới bài 2. Ừ, vô quyền cho mấy anh coi. Bài quấn y như em học coi. Hơi quên này quý vị. Dạ, đúng rồi anh. Dạ, làm lại đi bảo, làm lại đi. Cái chiêu đó đi bảo, làm lại đi. Em bỏ lâu quá nghe cả nhà. Dạ. Rồi. Anh thấy nó đá, chiêu này đá dữ lắm nghe bảo. Dạ, đúng rồi anh. Rồi. Cao ừ. Có thể quay y như là lời đồ, lời người ta bảo nói là có người nhỏ tay đen tin đồ nhấp ẩn lại. Cái này mình có chỏ không Bảo? Dạ. Tay có chỏ được không? Dạ có anh, mình chỏ có anh. Ừ. Em đi lẹ cho anh coi coi tí coi. Ừ, quay hướng cho anh nè, quay hướng cho anh nè Bảo. Thôi. Bài có đang bài đi hết một bài thi luôn em. Bài 2 hả? Dạ không, bài thi luôn. Bài thi luôn. Phải cần đi hết. Rồi bài thi cần. Dạ thi gì em mới cần một bản lên để một anh lên để một em lên hả? Một anh lên để giả cái anh này chưa đâu bên trong mời anh đi lên. Tại vì đồn tà đông dậy của tâm đô. Thi cơ bản này. Cho nhỏ nó lên kìa. Dạ. Thì bạn chào. Rồi. Thì cơ bản thi có hai bài bắt buộc. À bài từ đây đưa lên sóng lên. Thì bạn này tài 1 bài em lên đi. Đây bài bắt buộc phải đi vô tài 10 số 1. Rồi. Ghê không? Thấy vậy chứ là một thanh niên ăn bờ ngủ bụi, có người võ cùng mình nè quý vị. Đừng khi dễ nghe, nói là dân đi bụi không có võ đâu. Ừ. Có lộn mèo gì được không? Dạ không anh. Đây không lộn mèo đó. Ừ. Rồi đăng. Hey. Hey. Chữ dằn không quý vị? Ừ, ghê không? Rõ dữ lắm đó. Theo mà thí dụ 2-3 người vô em làm được không? Dạ 2 người được. Được hả? Chắc ăn không? Rồi. Lâu quá nghe quý vị, em bỏ bao lâu rồi? Dạ cũng mấy năm rồi. Đây em học mấy năm ha. Học về được 5 năm mà em 3 năm mà ra trường rồi, học tới 5 năm sau. Ừ. Rồi em muốn mấy bài thi đi. Rồi. Chữ dằn người giỏ luôn nha. Một chàng thanh niên chỉ mới 20 tuổi thôi. Nhưng mà ta đi ngoài đường thấy vậy mà lầm lắm nghe quý vị. Quánh nhỏ là hí hí được cái. Rồi đầu tiếp theo là anh lên giờ cái anh này lên. Rồi cho anh sao kìa, ok kìa, anh vô kìa. Anh đắm em muốn làm gì nó làm, chỉ bộ. Làm lẽ luôn không? Làm lẽ ha. Còn đòn khác đây. Ôi. Lại là thí dụ thôi. Để dính nữa. Rồi xíu rồi. Nhẹ thôi, chỉ thế thôi. Rồi xíu đó. Ôi. Rồi còn đòn nào nữa không? Đòn dạ. Ở sau lưng đồ ơi. Dạ có, đấm đi. Đấm rồi. Nhẹ thôi, làm bộ thế rồi. Né ha. Né ha. Cái thế đó phải không? Dạ, rồi đấm tiếp anh. Vô mặt phải không? Đá được không? Đá được. Đá đấm gì cũng được. Đá nhẹ thôi nha. Đỡ nha, đỡ nha. Đỡ được. Đá được.
không? Rồi người ta ở sau lưng rồi mình gỡ sao em? Ở sau lưng thì anh ở sau lưng đi. Rồi nè. Chỉ mấy cái thế coi. Sau lưng đấm hay sao? Đấm hay lá cũng được. Vịnh vai sau lưng á. Vịnh vai được không? Anh đưa. Vịnh vai gì đó. Dạ dạ chỉnh dám không? Đang chỉnh dám không? Ừ. Mình lấy đợi nhẹ thôi nha, nhẹ nha. Lộn gì luôn ha. Ê anh thấy đá mà cái kiểu kẹp cổ là đá kiểu gì? Đá kẹp cổ thì hơi khó anh. Làm nó được không? Nó hơi khó. Hơi đau. Hơi đau. Thôi kẹp nó té dữ lắm. Cái kiểu mà tiếp anh chưa? Tiếp tiếp kìa. Chưa, chưa đâu mày chưa tính anh. Vô hả? Chưa. Chưa đâu. Đấu thôi khái luôn đi. Đấu thôi. Dạ anh ở mấy cái đầu. Em ở mấy cái đầu. Anh muốn vào đợi trên chứ. Ở máy đó phải. Ở máy. Tới luôn á, tới luôn á sắp. Đau không cái gì rồi, đau thiệt á. Gớt cái mít rồi kìa. Em này có vỏ quýnh mạnh thiệt á quý vị ơi. Gớt cái mít kìa. Nhanh rồi. Ôi ôi. Rồi, vậy, được rồi Bảo ơi. Dạ. Cái này hồi đó là vì sao mà tại vì em đó, có vỏ em kể cho anh nghe là vỏ là mẹ em bị có cha rẻ ông thứ hai cha sau ha cha sau ổng mẹ em ổng quýnh tụi em bị nhỏ rồi đó không biết gì hết bà sợ tay bà nói là bà ổng sống cây đời chứ nói bà vợ nó mẹ gì bà cho bốn đứa đi học sau này ổng học thời gian xong rồi nhà trường thấy gì để cho học miễn phí để học miễn phí anh liền thi gì cũng đóng bình thường ha thì bắt đầu rồi thì gì bay tránh lên thì túng à 20 ngày nè học tới 3 năm mà mình thấy chắc chắn mình thi mình đóng thi lên nhất đảnh thì tốn 880 ngàn gớt thì lấy được 80 ngàn giờ mua trà sữa uống đậu thì mua phải mua bộ đồ nhất đảnh đủ đồ chưa đủ tuổi gì đỏ đen đủ tuổi rồi nhất đảnh đủ đen luôn 400 ngàn một bộ đó rồi biển hiệu bánh tên đồ nữa 50 ngàn một cái xong rồi đi lên nhất đây đen thì có thời gian ở nhà hơi lực trong thời gian là con trai thì 60 giây, con gái thì 70 giây, chạy dưa này xuống 10 vòng, rồi rồi còn có môn chặt chặt, đi cách ta có 3, có 4 đợt đi. Vậy là lúc là lúc ngày xưa là sợ cha dưỡng, dạ. Cho nên là phải cha sao? Dạ, dỡ cha sao rồi ngoại em cho... Mà tại sao mà em để chọn cái con đường mà mình đi bụi vậy? Tại vì có ông phải muốn chở anh này bây giờ mình giấy tờ gì em không có không biết làm ăn được cái gì cũng chẳng có mướn nhà được anh rồi hôm bữa mấy anh em có đưa về nhà nè dạ. Nhưng mà tại sao mà cũng vẫn đi bụi nữa ở về nhà có chơi ổng chửi em mới đi thì mình thấy mình có vợ mình đỡ tay quýnh thì ổng có gì chứ thì ổng có gì bả thì với quýnh chúng mày trời đánh em tại vì ông nữa quýnh cha mày em có người rõ là thí dụ ổng là em nói là em dặn quá có khi em làm mấy cước ổng đi hả dạ em ơi mình có dạy gì nhìn không được gặp vợ thì mình thầy hai lúc học thì hai cũng mới dạy vợ mình để bọn vợ có học vợ mình đi có bốn điều hai dạy rồi bốn người không đấu một là thầy của mình hai là phụ nữ ba là cha mẹ mình thì bất cứ có mình không mới đấu được ba là nó mẹ người ta thầy đã dạy dưới khi vừa vô học thầy nói uống đấm mình thì có ba người không đấm đến là cha mẹ thầy mình và phụ nữ là không mình đấm mấy người đó đó rồi mình đỡ nóng không được mình đỡ nóng không tại lực của mình không dìm chế được lúc nóng ông quật hẳn một cái đỡ tay đúng một cút về nhà đâu thì ổng đi thì em không muốn gì đó đi gì cái gì em đi ổng em đi ổng cũng đi luôn à mà theo gì nè em đó. Đi về cha mẹ sống đi chứ sống cái người đi bụi như gì á anh thấy em nó cực khổ quá có nhiều khi em có mong muốn là để mình có một cái nhà để mái ấm mà sống không dạ có anh như thế nào là, em muốn làm muốn được mà tay giấy tờ mình không có mình muốn cái nhà rồi để mình đi làm này nọ các cái giấy tờ mình làm không được tại vì giấy của bà mượn xong rồi bây giờ đi báo mắt không được tại giấy của em bị dính chip thứ hai anh rồi không còn chip đầu nữa chip đầu còn làm một chip hai gì nó còn ở trên máy tính sạc ra không phải đi mắt á thì mình chip lớn của mình đó anh nó bị dính ở pháp luật đó thì em mới phải nhịn nhục phải như này giờ cầu mai bà có tiền mới trả cho tiền gốc người ta trả giấy về cho bà không biết trả hết rồi bà có trả giấy không mấy chuyện nó còn chưa nới tới nữa gì hả em dạ vậy là em là chọn cái con đường phải đi bụi thôi dạ chứ không phải mà mình
ở nhà đó thì cha dượng dạ. Không chịu cha dượng hả? Dạ. Em ông nói này nọ rồi ông nói ngoại em là người em thương nhất rồi nói em nhìn nó ngoại em rồi lúc có những lời nói ông nói là chú Phạm mấy giờ bà rồi bà mất rồi à không phải không bà muốn bà cũng lấy giờ ông bà chết bà còn xuống tên cha ông ngoại con cha ông ngoại của em á hay hồi đó ông ngoại em mất thì không có được để trong nhà phải đi liền phải lượn liền bà nói ông bà còn lời liệm bà 300 mì với người chết luôn thôi dứt điểm may là liền bây giờ quằn đi thì có sao. Còn cái bà thì ông ngoại em sướng hơn cái được để 8-9 ngày bà thì đưa ra đi liền bàn thờ ổng dẫn ra nhà mới bảo ổng bỏ luôn trời bàn thờ ngoại em luôn gì đó. Lúc em về ổng mấy bàn thờ nữa không bây giờ đó thì giúp vô anh thấy cái bàn thờ ngoại em đó. Rồi em bố ơi dạ. Bữa nay á anh với anh Ngôn nè dạ. Thì thấy em đi mà kiểu như là đi bụi á dạ. Thì hai anh lại đây dạ. Cũng chia sẻ lên cho mọi người được biết dạ. Là thứ nhất á thì mấy anh lại đây hỏi thăm và dạ. Thứ hai hai anh gửi một cái phần viên của hai anh nè dạ. Cho em để mua cơm ăn dạ, ha rồi, em cảm ơn. Và em nói á, là lý do như thế nào mà em phải đi bụi em gửi gõ đầu dạ, đuôi thiệt cho tụi anh nha ông nói này nọ thì em có vợ thì em nói không được thì mình nhịn thì cũng có lúc anh không có những hoài được rồi ông nói mình thì được nói ngoại rồi mình nóng lên được mình đỡ tay á thì giờ mình không có gì giờ tay mẹ vô bên đó giờ đợi tao quýnh nó cởi quýnh vợ là anh mình có cái mình can được hướng nữa nào đâu anh đợi tao quýnh chúng mẹ thì cái trời cái trắng thì anh cắt găm một cái mình đi liền anh vậy ha dạ rồi mình phải nhịn nhọc ổng hoài sao bây giờ cha dượng có gì đâu anh thấy ổng cũng hiền thấy bà rồi ổng hiền lắm anh ơi ổng ổng nói anh ơi nhưng mà ổng nhìn mà ổng liếc con mắt thôi anh ơi liếc hả ổng liếc mà ổng mình nói ổng liếc thôi anh ơi chàng ơi chỉ vì không chịu nổi cha dượng cho dạ. Nên là phải bỏ nhà đi bụi dạ. Mà bộ đồ này em bận bao lâu rồi 2 tuần em 2 tuần hả dạ. Tắm rửa ở đâu đó cái xanh đồ anh tắm tại vì vừa áo không có anh vệ sinh này kia đồ là đi ở chỗ mấy cái giò nước đó chàng ơi rồi mẹ em đi vậy rồi mẹ em không kiếm em nữa sao không bữa hổm ổng liễm ở đây nè ổng thấy hả em đi lụm mũ ngang ở đường này nè chiều ổng đi liễm ở chỗ phẩm không ổng thấy mà sao mà cha dượng lẽ ủa cha sao có gì đâu mà em phải sợ mà em bỏ em đi bụi dữ em vậy sợ ổng em sợ là sợ bả vô quýnh thôi ổng mà bảo quýnh thì em có gì sợ hết em sợ quýnh rồi ổng bảo ổng tính đương can với mặt nè rồi đám đá thì vớ rồi không đỡ chúng bả thôi thì thôi thì thăm chúc á Quý Ngôn thì cũng xin kết thúc video ở đây và hẹn cô chú anh chị một cái video kế tiếp ạ. Giờ anh ơi. Ủa? Bảo hả? Hôm bữa phải Bảo không? Dạ. Rồi sao hôm bữa rồi đi về nhà rồi bây giờ ngủ đây nữa không? Dạ dạ không. Em ngồi vậy coi. Chàng ơi. Rồi hôm bữa anh với anh Ngôn là đưa em đi về tới nhà rồi. Dạ. Rồi bữa nay rồi sao ngủ lại đây nữa không? Nhà đi mấy đứa nhỏ ngủ đi bắt tôm. Bắt tôm biển á. Con nhỏ vậy nè, bắt giờ cho ổng làm cho bả làm gì làm. Rồi giờ nhà thì giờ quên đi đâu vũ của nó ở nhà xong biết thì mình của mình bắt giờ bắt đi tình hình. Mình đi bỏ cho vô cái xong ở nhà. Rồi ổng về ổng nói mày bắt giờ mà không đi giặt cờ cái mình của mày đi. Mấy vậy mới vô giặt. Vì hai đứa đang giặt ba đứa luôn thì em giặt xong bỏng vô ông nói mà mày giặt nước xài cho cố vô gặp mấy cái quỳnh xài đóng nước mày biết nước đóng bằng tiền không đó thôi bây giờ cho anh gắn cái thiết bị em thay anh Thành kia nói chuyện nha rồi Bảo rồi hôm bữa rồi anh nè Vinh Ngôn nè đưa về nhà rồi rồi đã mua đồ mới cho em xong rồi kêu ở nhà đi rồi mẹ em mướn trọ cho em nó tại sao mà bữa nay em đi bụi nữa dạ bà không mướn đâu em cái này á nghe em nói thiệt nha dạ. Anh quay lên á là mẹ em dạ. Xem được dạ. Và cha dượng của em xem được em có thì sao thì em cứ nói vậy dạ. Nha em cứ trình bày vì sao mà em đi về nhà ổng chưa đi hái cái nhỏ cũng có tôm rồi xong rồi với ổng luôn ổng chưa về ổng đi liệm chưa về thì em với hai đứa nhỏ đi bắt đi xuống dưới ta bắt á xong bị tại có hai đứa nhỏ em mới đi tại sợ có gì gì lớn cái gì đi bắt cái mò bắt xong rồi mới về nhà cái bình của anh mua xong rồi ở trong mì em mới đi thay ga tắm thay ga xong rồi bỏ vô sọc đồ của ông bả luôn
em biết tại về nhà phải giặt cái quần đó. Thì hai đứa nhỏ nó phải về giặt. Giặt xong rồi hai đứa nhỏ xài nước. Rồi nó bạc nó băm cái thùng nước, cái thùng bạc to lớn nào không xài. Rồi xong mà ổng vô. Ổng nói mày xài nước cho cứu vô, nước tao đóng không tiền à. Đó. Xong rồi em nói mượn mày thầy cứu vô, em mới giặt được. Xong rồi em về ra ngoài. Ổng với bạn đi đi chợ, mua đồ về nấu ăn. Hôm bữa về nhà đó thì thấy mẹ em thương em quá trời rồi mày biết không? Sợ thôi, về nhà ở cờ xong rồi ổng vừa về ổng kêu mua đồ, xong rồi bà nói thôi kêu đi đi rồi về nó đi nữa. Rồi xong ổng nói gì mời nó dám đi. Bữa hổm ổng điểm ở đây nè, ổng gặp em nè. Gì hả? Dạ, ở đường Lẩm Hồng mất. Rồi sao người ta nói em lấy xe đi? Dạ, có mượn xe ổng mới đi, ổng kêu mua đồ. Chạy mua đồ xong rồi có mượn xe ổng đi, xong rồi có cái chú ở nhà cái bên ổng mới gặp em, mới đưa chồng rồi đưa bái xe cho ổng chở chồng. Tại xe nó chạy ba hồi chạy tắt máy, mà cái xe đỏ ở ngoài dưới. Dạ, xe nhà đợi đậu cũ cũ dưới. Rồi về nhà rồi mẹ có thương em không mà không. Em bỏ đi nữa? Không. Không như thế nào em kể cho bà anh. Về nhà bà cũng không có nói gì, bà kêu bà đầu tiên là kêu đi tiền của em đưa cho bà, gửi cho bà lấy bà mua thẻ bà chơi nổ hũ. Chơi gì? Nổ hũ. Nổ nổ hũ quay chứ. Chơi. Quay chứ. Quay em đó. Dạ dạ. Mà cái anh mới chơi, anh chỉ chơi chưa. Quay. Bà quay. Em có nói thiệt không nha bà? Dạ. Bảo. Đây là đưa lên là mẹ của em là nghe được, mình đừng có nói cái gì mà không đúng về mẹ mình nha. Dạ. Cái nào có hả nói. Để nói đây rồi mất công mà mọi người người ta xem được video tội nghiệp cho mẹ em nha Bảo. Dạ. Em cứ kể đi Bảo. Rồi xong rồi bà mua đồ về, bà ổng mua đồ về ổng nhậu, ổng mua đồ ổng nhậu, mua thịt bò. Ừ. Ổng về ổng nhậu. Hai mẹ nhập nhậu, cũng có mấy đêm ăn gì, mấy này cũng ăn nhiều. Nó múc vậy bà nó ăn. Ừ. Bà ăn gì ăn, bà ăn vừa nhậu. Ừ. Đó. Rồi ông phải vừa ăn vừa cà phê. Đi thì em vì sao mà về nhà rồi mà em bỏ đi nữa? Về lúc về bà nói là hai phòng trai cho anh gỡ. Ừ. Rồi đứa thường ca là ở chung là ông bà. Rồi ở chung với cha mẹ nói thì sao? Cha mẹ không có nói gì hết. Về mẹ không có nói gì hết. Ừ. Chà, ông thì ông chửi. Tại vì đúng rồi, em bạn đầu của ngoại em bảo ông bỏ luôn. Cái đó là cha gì? Cha dưỡng em. Cha dưỡng em có thương em không? Không. Chưa bao giờ phải thương bất kỳ đứa nào. Sao ông? Anh thấy cha dưỡng của em hiền lắm mà hôm bữa tôi dạ. Anh coi. Dạ, ở với ông thì ông không hiền đúng rồi á. Hiền ngầm á anh. Hiền ngầm là hiền sao? Đó, ông nói thì ông nói á. Ông nhìn nói ông liếc thôi á. Ông nhìn ông liếc thôi á. À, ông mà nói thôi á. Mà hôm bữa là em dặn ai mà em bỏ đi nữa? Dặn cha ghẻ em. Cha dưỡng đúng không? Cha dưỡng em. Như thế nào em kể cho anh nghe nha. Về nhà ông Minh nhà ban đầu mấy anh nói là muốn làm ghi. Thì mấy tao em mới về. Ừ. Thì kể mình ở trong nhà của mình là tránh với ông á. Cuối cùng bà thì không muốn cho mình, bà ở nhà bà đi. Còn giờ nhà nó của hai đứa nhỏ nói là anh ba đi bắt tờ mông, thì mình nói mình đừng muốn đi đâu, tại vì hiểu nói với tay bắt ở biển sợ mình đi thì bắt về nhà rồi bắt về chồng luôn à. Trong ngoài về nhà mình chẳng có biết gì về nhà, cái mình đi bắt về giặt gì đó hai đứa nhỏ biết. Nó nói anh ba ơi, mà giặt thì vô mình đi giặt luôn, giặt mình cũng mua đồ của mình vô trang giặt cho mà ông vô ông chửi. Ông chửi mấy giờ mày xài nước cho cứu vô. Rồi là ba cha dưỡng nói những cái đó em không chịu ha. Dạ. Rồi còn cái điều gì mà em không thích nữa em nói cho anh nghe coi. Rồi giờ ổng thì ổng gặp nhìn ổng nói ổng nhìn rồi ổng này nọ. Cha dưỡng em á. Dạ. Anh thấy ổng cũng hiền khô à, có gì đâu mà, nhưng mà những lời em nói phải cho nó chính xác lên ha. Dạ. Ừ. Rồi ổng có ba em này kia không? Có. Như thế nào em kể cho anh nghe coi. Ổng
ông bà không có gì tên, ông la ông bà. Ông em nói là em chịu trách nhiệm không? Dạ. Những lời em nói em có chịu trách nhiệm không? Dạ có anh. Cái nào có thì hả nói nha Bảo. Dạ. Tại vì theo anh được biết á, em năm nay 20 tuổi rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Em tự em kiếm cái công việc em nuôi cái bản thân được mà. Dạ. Tại sao mà em phải đi bụi? Vì lý do là sao mà em không chịu đi vô công ty hay là em giúp việc cho người ta? Em kể cho mấy anh nghe coi. Dạ giờ giờ giấy tờ của em bị bà mượn, bây giờ không có giấy tờ đi làm. Ai mượn? Mẹ em mượn. Ừ. Lúc bà ngoại em còn sống thì mượn như thế nào em kể cho nghe coi. Đúng rồi, nó mượn rồi. Ngoại em lúc bà còn sống, bà bệnh không có tiền, em mượn giấy đưa giấy cho bà đi mượn tiền tiền góp. Là góp còn 20 ngày nữa là ngoại em mất. Tiền ơi. Mẹ hay là cha dượng? Mẹ em. À, mượn dù tiền góp bây giờ bà còn nợ tao mười mấy triệu, bà không trả giấy tờ còn ở trong bà. Em không có lấy bà thôi, dễ lấy gì. Cái này là mẹ em xem được đó. Và dạ. Em của em xem được nữa đó. Dạ. Em phải nói cho chính xác nha. Đó, xong rồi còn 20 ngày nữa hết thì bà góp cho người ta. Ta không biết một cách nào à. Về giấy tờ của em mười bữa không gặp cái chủ tiền góp, bà không mới nói à, mà hỏi chú ơi mẹ con góp hết chưa? Bà nói là chưa, còn mười mấy triệu ở đây nè. Rồi bây giờ em muốn đi làm. Dạ. Tại sao em không kiếm vòng vòng ở đây nè, có cái chỗ nào bưng cơm rồi đó Bảo? Dạ đi làm thì mới có chỗ ở anh. Giấy tờ muốn nhà phải có giấy tờ có. Thì có cô chú người ta lo cho em ăn uống chỗ ở hay sao? Đó. Rồi giờ thì giờ giấy tờ rồi. Giờ đi làm mắt thì không được, tại giấy của em làm cái thứ hai rồi. Có chuyện chiếm chiếm em không bao mắt được. Em sợ nó ra vô máy tính thì sợ không phải mắt. Bây giờ em muốn đi làm không hay là em muốn đi bụi? Dạ em thì muốn đi làm anh. Làm hả? Sao hôm bữa mẹ em nghe nói tính tìm việc cho em bán vé số rồi. Dạ bạn bán số đâu đi mở rồi đi chơi gà mấy ổng á. Hôm bữa tụi anh cho em tiền để mua lấy 50 tờ vé số trước này đâu rồi. Dạ bà đây. Tiền hôm bữa tụi anh cho 500 đưa, ngàn. Đưa cho bà. Vì bà nói à, định đưa cho bà để mẹ ơi để dành mua cho cái điện thoại. Mua cho để dành mua cái điện thoại xong rồi bà nói thôi đừng đi bán số. Bà nói đi làm. Hỏi là bà làm nhà chồng bà. Bà nói đừng đến rồi đi đừng nữa đi bán số đi kiếm số chiều đó, kiếm số luôn ra luôn. Tại vì có chỗ lấy là thuốc ở trên là sợi ở trên cái này nè là xe của ổng mình không dơ sao chảy bởi vì nói thôi gì bà nói thôi đi làm đi cũng lớn rồi nhà mình cũng nó hợp lý đi tưởng bà anh kiếm việc làm anh làm với chơi gạt với chồng với cha mày là cha dượng thường á là có la em và cự em không? Dạ không ít tại vì em ở vì sao mà cha dượng không có la mà sao vì sao dạ, mà em nói không tại ông ít la em tại vì em ở ổng ít la mà nhưng mà tại sao em nói cha dượng khó? Dạ khó là tại vì tại đó ở ổng một đợt thì đó em đi ở nhiều ngày ngoài hôm bữa này anh mới đưa cho em về nhà nè vì, vì sao mà em nói dạ, em không thích dạ, cha dượng dạ dở bữa tại rồi ông không mời đi học nói điện tỏ rồi ông đụng tới ngoại em nữa. Đúng sao? Không bà được. Bà nói ông nói là lúc bà sống rồi bánh chú tao lúc mà mất thì cũng nhờ tao à. Bởi vì em buồn em bỏ đi hả? Dạ tại vì lúc đó bà là người nuôi em ở luôn bà luôn nuôi mẹ em mà luôn. Thôi mà anh nói gì nè, cha mẹ thì la một cái thì giờ cũng chút đỉnh thôi. Chứ có gì đâu mà em phải bỏ đi bụi. À, chỉ vì mà không chịu nổi cha dượng cho nên mới bỏ nhà đi hả? Dạ. Cha dượng có những cái từ mà nói nặng với em không? Có, ông ngoại em luôn. Như thế nào em kể cho bà, mình. Ông nói tình này, bà nói hồi con rồi bỏ đi. Tại vì bà sợ là gà rồi mẹ em gà luôn quýnh gì đó trời quýnh trời ở quýnh tai mẹ thì trời tự quýnh. Bà còn muốn lúc nào ập cũng nhẫn nhục bà ơi cũng mơ này nọ. Bà còn biết bà là còn... cha dượng của em hả? Dạ bà đi mẹ em bị đòn ở ngoài á mẹ em ngoại em mất còn đợi bà mười mấy triệu. Tiền đám mạ đó là của bà mắc bà đợi giữa xuống để lo đám mạ cho bà. Mà sao mà mẹ thì nói chung mẹ em thương em chứ không lẽ thương cha dượng chứ không thương em hả? Dạ. Vì sao mà thương cha dượng thương mẹ không thương em? Em kể cho anh bà nghe. Bà nói là cái câu này bà nói bắt bao nhiêu người nghe luôn. Dạ. Có hai đứa em cũng mở nghe luôn. Rồi bà nói là hai người và mẹ của em biết mẹ em muốn nói chuyện bị bà nói ha. Sao em? Bà nói là tao thì tao sống vì chồng tao mà tại vì chồng tao sống tao cả đời
của mày lớn tụi mày tao chồng. Cái video này á, anh quay là anh đăng lên là mẹ em sẽ xem được đó nghe. Em nói phải cho nó chính xác rồi vô. Chứ để thôi nói mấy anh là này nọ thì anh không chịu nha. Tại vì những lời em nói, nếu mà nhưng mà nói chung là mẹ em la em một hai câu thôi. Mà tại dạ. Sao em... Mẹ em thì bà không có la. Em thì bà không ít la. Chỉ vì không chịu nổi cha dượng cho nên là phải đi bụi hả? Dạ. Ấy ở ổng anh thấy ổng, anh nghe ổng hiền mà bảo. Dạ đúng rồi, ổng hiền lắm anh ơi. Anh ở ổng thì chạy đi ăn cái ổng hiền chỗ nào. Ổng trực cho ổng nói, ổng nói à, nói à mình, ổng mình ổng nói ổng nợ một ai luôn. Sao? Ổng nói à mà nhà ổng nói là người lớn là người. Ổng nói à bữa đó thì để tới thì bà để tới hai đứa nhỏ bán. Thì bán yếu tiền đi. Thì bà ổng ổng nó bán đến đầu thì không biết có thấy trời nó mượn bà. Nó mượn số bả nó đi sang, hai nhỏ nó bán là mượn số nó đi sang. Bả không biết gì luôn, phải không biết gì luôn, mấy chị cho nó mượn số, mời tự tụi cho mượn số gì này đó. Thế em biết rồi là nói mẹ giờ đừng cho nó mượn nữa, nó đi sang nó xin lỗ quá. Bả ngoại mấy ông cho nó mượn nữa. Ngoại em nói mày sang nè, mày mượn tao 30 tờ đi, mày sang ra mày lỗ rồi mày trả tao 30 tờ. Rồi ngày này mày dành thăm lên. Đó, bà bảo cho mượn tụi bà mới gì sợ là không vô của thái nhỏ đi. Thì ba đứa thì lên em, nhỏ đi với cái thằng mập. Ba đứa lên, à, hai đứa em không dám vô, sợ nhìn thấy bà rồi. Bà cầm đi lây, mới đẩy hai đứa nhỏ vô thôi. Bà ấy ở dưới bà chạy lên. Bà đến bà chửi ngoài em thì bà nấm lên nè. Bà chửi ba vừa ổng cho mày không biết ổng nói cái gì. Thì bà ổng mới bảo thật nằm. Bà ổng đi, ở đây ổng chửi. Còn cái mẹ của ổng ra luôn. Mấy mèo kia hết. Bữa nay có việc chơi bà hết bà là ai là cha chồng mẹ chồng của bà ổng á, mẹ chồng bà á, là cái mẹ buộc của ông cha hiền em, cha gã em á, cha dượng em á. Chạy ra không biết đầu đuôi gì hết, trong nhà chạy ra mày cũng mày có nhiều đâu, bữa nay có nhiều chơi hết đi bà. Em cho anh hỏi nè, thì cha sao của em á, dạ. Thường á là có thương em không? Không. Cho nên là em sống ở nhà không được, cho nên em phải bắt buộc là phải dạ. Bỏ nhà đi bụi hả Bảo? Dạ. Rồi cho anh hỏi nè, rồi tối rồi em ngủ ở đây hả? Dạ. Rồi em ăn uống rồi sao? Ăn uống thì giờ cơm đồ đi ngoài đường ta cho thôi. Rồi mấy cô chú thấy em đã tốn vậy chứ. Bảo mã cửa người biết thì người ta thương. Này nọ rồi người ta cũng cho đồ ạ. Ở chỗ bánh chất của ba này là ngày nào cũng cho đồ em ăn hết. Đó. Rồi cho anh hỏi đó là như vậy rồi tắm rửa làm sao? Dạ cũng đi cũng phụ đồ hay nên. Đồ hả? Dạ. Mấy bữa ngày bao lâu em chưa tắm rồi? Một tháng trời chưa? Chưa. Dạ, như vậy mười mấy ngày chưa? Mười mấy ngày rồi. Hôm qua có tắm sơ. Chưa hả? Dạ. Là mới mười mấy ngày thôi. Dạ. Trời ơi. Rồi thí dụ tắm ở đây rồi thay đồ thay đạt rồi sao? Dạ thay đồ thay đạt thì có cái ở đây thì không mất đồ, không có giống như trước kia. Em hôm bữa mấy anh mua mấy bộ đồ rồi em ở có đem theo nhà mẹ. Em đi theo bộ đồ đó theo em. Dạ, tại vì có bộ đồ mới đi được, không phải chọn đồ thay nha, xong rồi đạp bạn cho đi. Cái gì? Mình mà bộ đồ mới đi được nhiều đồ sao đi ra khỏi nhà được bả? Giờ là em chốt bỏ đi bụi đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa hôm ông điện ông thấy em nè. Bộ lý do làm sao mà em ở nhà mà em sợ cha sao của em dữ vậy? Em không sợ mà tại vì em sợ em nóng lên quýnh ẩm mì mẹ em binh vô rồi sợ em quýnh nó thì mất công trời em đánh em chứ. Dạ. Dạ. Anh nghe nói em là có học võ đúng không? Dạ. Thì dạ. Mấy người học võ thì họ chiều chứ mới bích đỉnh anh, không phải chiều hoài được anh. Lúc nóng lên rồi vợ mà quýnh tay ở tay vợ tao quýnh thành vợ một cú một cái. Dạ rồi gì ha. Dạ. Em dữ dằn chứ bộ. Em là... em đang quýnh xong mà bả vô rồi. Em à tướng ổng vậy đó em vô em đi mấy đường? Một đường một cút ổng à. Một cút hả? Một cút một cái à. Trời ơi.